Hi, xin chào mọi người và đang xem kênh Sim Sim Diary nha. Mọi người dạo này có khỏe không? Hôm nay mình sẽ thu thập một số thứ nha. Kìa, mình thấy trái bầu của mình cũng ok rồi nè. Nên là mình sẽ thu thập nó vô. Thu sẵn cây kéo nè. Bầu còn rất là non. Bây giờ mình sẽ đi thu hoạch cái gì tiếp theo đây? Salad của mình nè, đang rất là tốt ha. Cây sâm của mình cũng rất là tốt nè. Rồi, cây tạm ở đây nha. Đi thu hoạch cây khác. Cây mướp nè. Mướp này bớt cứng nhắc hà. Mình nó đang nổi mấy cái ngấn ngấn gì không biết nữa. Mình thấy nó không có lớn nữa, cũng hơn một gang tay của mình. Trái bên đây cũng hơn một gang tay của mình, nói chung còn nhỏ xíu nhưng mà mình nghĩ chắc nó không lớn ở đâu, nên là mình sẽ hái vô luôn ha. Cắt cả cái cuốn mình để vô được lâu cái nghe à. Cắt đi để cho cái cây nó còn nuôi nữa, nó khỏe chứ nó nuôi trái này miết nó không có khỏe gì hết. Ây da, đúc hai em bước nha. Đây đó, hai em bước với một em bầu. Cái tím trái đây thì mình nghĩ chắc nó không có lớn nữa đâu ha. Thấy cái này chắc cũng ok rồi, nên là mình sẽ cắt cái trái này vô luôn. Rồi giờ mình sẽ vẽ trái cà tím thử nha. Mình thấy người ta bị giật lên á. Ý, được nè. Ý chết. Rồi, nó hư luôn cả cái cành. Rồi, xong luôn, nó hư luôn cả cái cành rồi. Sao thấy người ta bẻ ngon lành lắm mà ta. Một em cà tím mặt và lùn. Ơi ơi, cành này hôm bữa mình cắt cái ngọn cho nó không lên keo nữa, để nó ở đây cũng còn một trái này, nhưng mà trái này còn nhỏ nên mình để mình nuôi ha, để cho nó ra thêm mấy cái nhánh mới nữa. Rồi, cuối cùng không còn cái nào cả. Vậy là xong. Buổi chiều hôm nay mình chỉ thu hoạch có mấy cái củ quả thôi, không có rau ha. Thì mình có cà tím nè, một em bầu và hai em mướp. Cảm ơn mọi người đã đón xem video này nha. Bây giờ bye bye mọi người và chúc mọi người thật nhiều sức khỏe. Bye bye.